và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhận chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Mẹ chồng kể chuyện yêu chiều Thủy Tiên hết nức gọi con dâu là thần tượng hot trở lại. Không chỉ có cuộc sống hôn nhân đáng mơ ước, Thủy Tiên còn làm bao người ngưỡng mộ khi được gia đình chồng yêu chiều hết mực. Mạng xã hội hiện đang lan truyền clip cũ của Thủy Tiên và mẹ chồng khi cùng nhau tham dự một talk show vào năm 2018. Điều mà cư dân mạng thích thú hơn cả đó chính là những chia sẻ thân tình của mẹ chồng về Thủy Tiên. Cụ thể khi được trấn thành hỏi Thủy Tiên là người như thế nào, mẹ chồng nữ ca sĩ đã không ngần ngại gọi cô là thần tượng, cho biết cô là người sống rất tình cảm và luôn quan tâm đến mẹ. Đặc biệt hơn cả, Thủy Tiên còn tiết lộ có lần Công Vinh bị mẹ mắng vì nhắc nhở cô dậy sớm để phụ việc nhà. Nữ ca sĩ kể, tôi hay thức khuya sáng tác, thường 12 giờ trưa mới dậy, 9 giờ sáng anh Vinh gọi tôi dậy, mẹ liền la, mày để cho nó ngủ chứ nó đi diễn về đêm hôm cực, chừng nào nó thức thì để mẹ nấu cơm cho nó ăn, đừng có chọc nó. Không chỉ vậy, Thủy Tiên còn cho hay mẹ ruột đã từng lo sợ gia đình Công Vinh sẽ khinh bỉ cô vì quá khứ bị lạm dụng. Nào ngờ mẹ chồng lại bên vực, nó đáng thương, đáng bảo vệ chứ sao lại trách nó. Dưới bài đăng, cộng đồng mạng liên tục bày tỏ sự ngưỡng mộ trước mối quan hệ tốt đẹp của Thủy Tiên và mẹ chồng. Nhiều người cho rằng có được cô con dâu vừa xinh đẹp lại tốt bụng như giọng ca thiên đường, mẹ chồng muốn ghét cũng chẳng được. Một số bình luận của cộng đồng mạng, người ta sống có tâm nên mới được thương, ai vô kiều có tiền mới được thương vậy, ngộ ghê. Mẹ chồng tuyệt vời, con dâu hiếu thảo, Công Vinh hãy yêu thương hai người phụ nữ này thật nhiều nhé. Cô Tiên giữa đời thật tìm đâu ra một người con dâu xinh đẹp tốt bụng như thế này, thương là phải thôi. Lúc nhỏ chị đã trải qua nhiều tổn thương nên lớn lên mới có những cảm xúc đặc biệt, hiểu được cuộc sống của những người nghèo khổ. Thủy Tiên luôn được mẹ chồng dành sự yêu mến như con ruột. Là một người vừa xinh đẹp lại luôn biết suy nghĩ cho những người xung quanh, việc Thủy Tiên được gia đình Công Vinh yêu quý cũng không phải chuyện lạ.